đây xin chú đẩy nè. Ba thời cái cầu nó không nó gần 200 kg cho nên nó xe cút nó nghiêng một bên, nó lộn cái máy xuống. Qua chùa lúng xuống nữa rồi các bạn ơi. Lúng xuống nữa rồi. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình đi ngang một cái cánh đồng, vô tình thấy một chiếc máy suốt mà nó lúng đến nỗi là lúc luôn các bạn. Thì bây giờ mấy anh em đang đào cái bánh lên để mà chuẩn bị kéo lên ha. Phía đằng này thì chiếc máy cắt đang chuẩn bị hỗ trợ là máy cắt DC60 Kubota. Cái máy suốt này thì có lẽ là theo mình được biết là cách đây đâu đó khoảng chừng mười mấy 20 năm về trước thì khá là phổ biến, rất là thịnh hành. Còn bây giờ thì có lẽ là cũng rất ít hoạt động các bạn. Thì cái miếng ruộng này do cái cơn bão số 1 và số 2 vừa rồi xảy ra, cho nên là phải cắt rồi bó dựng rồi mới kêu máy suốt này vô suốt ha. Đó, thì bây giờ thì lại review một vòng cho mọi người xem là cái cảnh tượng mà bên trong máy suốt mắc lầy này. Đằng này thì có một cái băng chuyền để mà khi mà lúa bó dựng suốt dục vô ha. Không biết là mấy anh này suốt ăn công hay là như thế nào. Còn khoảng chừng mười mấy năm về trước á thì máy suốt này là suốt ăn một công đâu đó là khoảng tầm một dạ rưỡi gì đó ha. Thì cái máy đầu máy này được gắn cái đầu máy là gì đây ta, cái đầu máy gì vậy anh, Isuzu Trung Quốc hay gì á? 4T100. Bây giờ suốt công vậy là ăn nhiêu anh ha? Không biết, thằng em nó biết. Dạ đây dàn cái máy suốt này là chạy hai cầu lúc bánh nè. Bây giờ thì đâu đó trên dưới cũng chủ ruộng chủ đất gì rất là đông. Thì cũng như mình nói ha, đây là cái tác động là do của cơn bão số 2 vừa rồi nè. Bây giờ thì lúa phải mướn nhân công cắt bó dựng rồi phải đợi máy suốt vô suốt. Chớ miếng ruộng này mà đứng là có lẽ là máy cắt vô cắt hết trơn rồi. Đất ở đây thì cái vấn đề lúng để máy cắt xuống thì rất là khó. Nhưng mà do tình hình thời tiết á, lúa sập rồi phải mướn nhân công cắt. Cắt tay bó dựng suốt. Ủa cắt tay giờ công nhiêu anh ha? Công triệu ha, suốt. Suốt 500. Dạ, suốt 500. Quá trời luôn. Ngoài tất gì kia lấy lôi tiếp ra, suốt luôn 1.500. Thì cắt suốt luôn là 1.500, còn nếu mà máy cắt đập liên hợp thì công cỡ 300 ha anh. Kéo là chưa tính nữa đó. Dạ. Công 350. 350 ha, cắt suốt rồi kéo luôn ha. Rồi nếu mà do thời tiết các bạn thì cũng như nãy mình nói là do cơn bão số 1, số 2 vừa rồi đó. Quá trời. Tiếp tiếp kìa. Đây còn gọi là cái máy suốt Cửu Long nha các bạn. Nếu mà tầm khoảng chừng mười mấy hai mươi năm về trước á, cái thời mà 8X 9X á là cái máy này rất là phổ thông. Đó đằng đó thì máy cái vô cái thùng cho vô thùng nó có một cái giống như cái găng gì đó, nó đánh gom thì ra đường này. Còn cái hệ thống giàn khoan này thì hứng lúa. Cái máy suốt này thì đa số là ngày xưa á, là khoảng tầm 20 năm về trước thì mua giá tiền là 70-80 triệu không những cái chiếc máy như thế này. Này thì ảnh trang bị là gắn 4 cái bánh của máy cài. Ngày xưa là đâu có cái vấn đề mà bánh xích như những cái chiếc máy cắt như thế này đâu. Đa số là 100% là ngày xưa là xài bằng bánh hơi không các bạn. Đây bây giờ máy kéo hồi nãy là giật không lên, đào bứt luôn cái đường bờ luôn này. Nè cái này là cái bùi bùi nó ra ha. Bùi bùi là giống như là đặc sản cho mấy con vịt nó ăn vậy. Còn đằng này thì cái đường bùi bùi lúa trở về nè. Nó cánh quạt ở trong kia thổi. Rồi bây giờ thì bên đây 500 anh em đang kéo để mà chuẩn bị lên ha. Wow, cái này là sụp hầm luôn rồi các bạn. Ngày xưa là cũng như mình nói là đây là kêu là máy suốt Cửu Long ha. Rồi
Rồi. Có lẽ là video này nó hơi dài, mong mọi người xem đừng tua ha, để xem cái quá trình mà đem một chiếc máy suốt lên sông Thầm lên. Thì còn cái chú mà chùm cái khăn đó là nhân vật chính nha các bạn. Chú sẽ là giác cái lúa, sợ nhiều khi nó sót á, cho nên là phải chùm cái khăn như vậy đó. Wow, trời, cái chiếc này thì nó cũng khá là hiện đại, ta chơi nguyên cái băng chuyền này, dục lên là nó tự chạy vô, chứ ngày xưa là không có đâu ha. Cái băng chuyền này mới chế về sau này đây. Wow, đây là đúng là một chiếc xe cũng tương đối là khơi dậy những cái ký ức mà của những cái cô chú mà ngày xưa các bạn. Có thể nói là nếu mà mấy cái bạn trẻ độ tuổi khoảng chừng 10, 15 tuổi bây giờ có thể là không biết những cái chiếc xe như thế này ha. Đó là một cái những gì mà mình hiểu được là như vậy. Wow, tại cái chiếc này nó lúng một cái. Thật là quải trưởng các bạn ạ. Chiếc này cũng còn khá là mới. Ngày xưa mà cái chiếc xe nào mà được gắn mấy cái đầu máy xe thế này là uy tín lắm nè. Đa số là máy D á. Giờ mà mấy chú cũng còn giữ được cái những chiếc xe thế này thì cũng là nói chung là khá là ấy. Hồi nãy thì chắc có lẽ là cái chiếc máy cắt Kubota DC60 gịch cái đít nhưng mà không ăn thua rồi, cho nên giờ mấy anh phải đào. Cái này thì hơn nửa bánh này. Hôm nay thì mình sẽ chuyển một cái chủ đề nông nghiệp để gửi đến mọi người xem cho nó đỡ nhàm hơn xíu ha. Mỗi khi thì mình quay xà lan nhưng mà đi vô tình ngang trên đường thì bắt gặp cái hình ảnh thế này để quay. Thứ nhất là cái chiếc xe này cũng tương đối là lâu. Rồi thì bây giờ mấy anh sẽ làm gì tiếp theo, mọi người cùng xem nha. Hiện giờ cây cối đồ cũng dữ lắm rồi. Đấy, bây giờ thì anh này anh chú chui vô bắt cây rồi vừa luôn lùm hết trơn đó. Đó, bắn lên luôn, bắn lên luôn hết chú. Vừa đào vừa cái vừa bắn rồi. Vừa dở luôn đông mà bông rồi tiếp ra cái lọt mà. Ừ, Lý à. Bây giờ có Lý á. Dạ. Qua trời, bốn anh bốn bánh các bạn. Cái gì gãy đùi luôn hả? Gãy cốt luôn hả anh? Cái gãy láp hả? Ờ má ơi, gãy láp luôn. Nè. Trời ơi, ông bác ở trong kia, ông phải lụm từ cục đất ra luôn rồi các bạn. Tới luôn. Tới con chuyện luôn. Tới con chuyện luôn rồi. Cái này hút con chuyện rồi. Bác ở trong bắt ếch, ở trong bắt ếch luôn như trống nè. Bây giờ chủ yếu là mình nhóm lên để cho cái bánh hỏng rồi mình lôi lên cho cái bánh lăn không hả chú? Ủa là cây đó là bây giờ cốt. Ủa vậy là đang là đợi cây cốt vô chú? À, đang đợi thay cây cốt vô các bạn. Quá wow, trời buồn gãy cốt luôn. Tháo cốt ra. Dạ. Dạ, tầm 15 20 năm trước là rất là phổ thông. Lương hả anh? Cá gô hả? Trời ơi, bắt được cá gô luôn các bạn ơi. Bự không anh? Nó mắc vậy hả anh? Dũng. À, Dũng hả? Wow. Đặc sản luôn, đặc sản miền Tây luôn các bạn. Nhiều đây là chiều xỉn nữa rồi. Cái báo cái này tới công chuyện luôn rồi. Quay ổng đi. Quay. Đây hả? Chú này hả? Chú. Chú kia kêu con quay chú kìa. Đây các bạn ngồi thấy không, khi mà cái người dân ở miền Tây mình đó, đa số rồi khi làm cũng hơi mệt nhưng mà mấy chú cũng nói chung là rất là nhiệt tình, cũng chia sẻ những cái cuộc sống thật ha. Bây giờ chú phía trước thì đang đào cái đường để mà
cho cái lằn xe lên, quá toàn cái bánh đằng kia như cái bánh xe lu luôn các bạn ơi. Giờ chuẩn bị ôm gom rồi đưa cái hai cái cốt bánh xe vô là bắt đầu sẽ hụn lên ha. Đó. Đây, cho mọi người xem ha, ở trước thì mọi thứ là đã xong hết trơn rồi đó. Thì áp dòng bây giờ thì cũng khá nổi tiếng quá trình là môi móc và dính đất. Giờ giác thì có giác ấy bắt vô. Chiếc xe này là chạy hai cầu nha các bạn, chuyền cầu trước và cầu sau. Cua đầu đó đó. Cua đầu. Đây giờ thì chuẩn bị đưa cây cốt vô nha, nó mắc bậy tới nỗi mà gãy cây cốt rồi đó, sao hạ xuống mà mở. Ủa đưa vô hả? Đưa vô rồi ha. À nãy mình gấp quá không quay được, thúc đưa cây cốt vô trong. Lên nè. Cái này là chắc có lẽ là ngày mai mai mới suốt nha các bạn. Để ngày mai mình sẽ tiếp tục quay cái quá trình là chiếc xe này sẽ suốt ha. Vô suốt đó. Vô suốt rồi. Vô suốt rồi luôn. Ra cái xe hai cổng luôn đi. Rồi coi vô. Cho máy kia nó lâu rồi. Hai cây lôi vô dính tao đi dính này giờ đâu xuống này. Đây bây giờ thì máy kéo đồ này kia nọ cũng đã chuẩn bị dây nhợ rồi để lôi lên nha các bạn. Đây chủ này chắc có lẽ là chủ máy đó. Đó, bên này thì có lẽ là hai máy lôi cái máy suốt này lên. Đây giờ nhóng lên chuẩn bị đưa gom vô ha. Đây, ở đây thì mấy ảnh đã mắc xích vô hai chiếc dịch cùng lúc ha. Quá trình là một cái là bắt vô cái dây xích là bắt vô cái sườn ở dưới luôn này các bạn. Rồi chiếc bên đây nữa ha, hai cọng xích này chắc cũng tương đối là rất là ổn định. Đó, bây giờ thì cho hai cái xe cho nó thẳng ra. Tránh ra. Đó. Đây phía trước đẩy. Ôi. Đẩy bằng chuyền rồi. Ôi từ từ. Dính cái băng tải luôn rồi. Gãy cái băng chuyền rồi các bạn. Giờ động gom ha. Rồi gãy hết trơn luôn rồi. Rồi phá bể cái bu ly luôn rồi. Bể cái bu ly luôn. Tháo bằng tải ra được rồi. Nghe hồi ổng đi tháo bằng tải ra được rồi. Nó chạy xuống sông rồi, đâu có đâu. Đi đâu quán đâu. Tới đây. Nè. 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 Rồi. Đây. 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 Đây.
Rồi bây giờ thì mấy anh em đang chuẩn bị dỡ cái băng tải lên. Dỡ băng tải để nhét gom vô có lẽ là mới lên được các bạn. Hiện tại là cái này nó đang bị rất là nặng rồi. Chim cây vô thêm. Ba này mất lầy quá nặng rồi. Cây đất này mà nó lầy rồi nó lầy giống như đất sét lầy của mình. Không xem mấy sắt lúc ra bây giờ thì anh đang tìm mọi cách để đem cái băng chuyền lên. Rồi tắt cái máy phía trước rồi. Lấy len vào chỗ này nè. Lầy này là lầy khô các bạn, lầy khô nó khó chịu hơn lầy ướt rất là nhiều. Lầy khô nó dính cái bánh. Ngày kéo cả xóm lại coi giải cứu cái xe máy suốt mắc lầy. Giờ động gom nè. Anh đang động gom vô. Đây bây giờ các anh đang động gom vô ha. Giờ ve ve lại chút. Nhìn cái máy hết sức là lạ. Đây, giờ cái máy suốt sẽ chạy tới. Giờ mấy anh đang dỡ cái băng chuyền lên. Sáu mấy chục người. Thì phải nói là những cái cổ máy ngày xưa thì nó tương đối là sắt đá các bạn. Nói chung là nó không có tiên tiến bằng những cái thời buổi bây giờ ha. Cho nên là khi mà bị mắc lầy mắc lúng rồi nó rất là khó chịu. Quá nặng. Giờ đang tìm cách xeo cái băng chuyền nó lên để mấy lâu lên nổi. Lầy nè, lầy lâm sàng luôn rồi. Rồi tiếp tục là bưa đất ra. Đây bây giờ thì mấy anh đang tìm mọi cách để lấy cái băng chuyền lên các bạn. Một phút sơ sẩy mà bây giờ mọi thứ nó rất là khó. Lấy vậy. Đó đó. 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 Đó đ
lấy quá mở ra giờ nó vậy ra rồi à nó có vậy là bỏ nâng lên mở quá không có đừng chạy mà tháo cái này ra này 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 nỗi khổ của 15 năm trước đã lặp lại đây. Cái này là chiếc này chiếc máy suốt này lái bằng cơ nha các bạn, chứ không có truyền thủy lực giống như bây giờ. Bây giờ thì đa số là 90% là xe 95-99% là xe bây giờ đa số là lái trợ lực thủy lực đổ trơn, còn những cái chiếc này là lái bằng cơ truyền cặt đăng đồ từ lưa tùm lum hết trơn này. Vô lăng này thì được lấy ở trên những chiếc xe tải xuống. Này là đầu máy 4T100. Lốc đen này thì chuyên để đấu nối những vô những chiếc xe máy cắt máy kéo rồi từ lưa ha. Hồi nãy thì mình nói là lái cơ, nhưng mà xin lỗi các bạn là cái này là lái trợ lực ha, để mình sẽ cho mọi người xem. Thì chú qua đi cho mọi người xem đây. Này cái bơm trợ lực nè, nãy thì mình đoán là mình chưa có lại chính xác được thì mình nói là lái cơ ha, nhưng mà này là lái trợ lực. Bây giờ thì mấy anh mấy chú đang tìm cách bắt lương bắt lịch đồ từ lưa, nói cho vui thôi, nhưng mà thật sự là đang tìm cách lấy cái băng chuyền lên. Đây, bây giờ để mấy anh tiếp tục làm việc như vậy. Quá trời, cái cầu đó không, nó gặn gần 200 kg, cho nên nó xe cút nó nghiêng một bên, nó lộn cái máy suốt, nó xe cút. Đây hiện trường còn sót lại. Rồi bây giờ thì mấy anh sẽ lên để mà gịch ra nha. Rồi bây giờ thì tiếp tục này. Rồi bây giờ một cái máy cắt và một cái máy kéo đang kéo và thêm 500 anh em vô đẩy. Hy vọng là cho nó lên để mấy anh về nhà nghỉ sớm một bữa, chứ tình trạng này để tối chút là mũi nó thui. Rất là nhiều ý kiến đang được đưa ra. Cốc đề nó tuôn rồi. Rồi bây giờ thì mọi thứ sẽ chuẩn bị và động cơ của cái máy suốt này phải hỗ trợ nha. Qua chùa lúng xuống nữa rồi các bạn ơi, lúng xuống nữa rồi. Là lò cái bánh lên thì rất là ghê luôn á. Nếu mà theo nhìn cái góc độ này là cái chuyện này mình nó nghiêng gần như là 45 độ, nghiêng 45 độ, nghiêng hai cái bánh nó quay. Đang độn gom vô nữa nha các bạn. Đó trời cái bánh này nó vuông vức như cái bánh xe lu luôn rồi. Có lẽ là gió nó hơi ồn, mong mọi người xem thông cảm giúp mình nha. Đây, nó tạm thời lại mấy anh ngưng để nhét gom vô. Rồi vô tăng cường anh em thêm nữa này. Những cái mà động nó
đang tăng cường anh em vô thêm. Đây bây giờ thì ở phía sau thì mấy anh đang tăng cường là độn gom vô bánh xe ha. Bánh này thì lấy từ máy cày ra. Cái cảnh này là được lặp lại khoảng chừng 15 năm trước, là thường xuyên là mấy anh em hay gặp cái cảnh này. Ngày xưa mà chủ ruộng hay là chủ một cái suốt này thì không phải là dạng tầm thường đâu các bạn, có thể là một vùng luôn ha. Đa số là ngày xưa máy này là khoảng chừng tầm 15-20 năm trước, là cũng như lúc đầu video nói là nó hầu như là đi đâu cũng gặp. Còn thêm một cái tình trạng nữa là máy nào mà suốt mà gọi là ra lúa nhiều là đôi khi là người ta sẽ không kêu ha. Còn bây giờ vô cái hoàn cảnh bắt buộc thì miễn máy nào hoạt động là phải, máy nào mà còn xài được là bắt buộc vô những cái trường hợp mà lúa sập, lúa bị trời bão thế này là cũng phải kêu thôi. Đây không có ai đập tay nổi. Cái gai của cái bánh này bây giờ là đã không còn tác dụng nữa rồi các bạn. Nó cứ tròn vo như một cái bánh xe lu ha. Bởi vì cho nên cái bánh hơi nó rất là dở hơn cái bánh xích, là bây giờ mấy anh bắt ngán đồ vô nữa nha các bạn, để cho nó có cái độ bám dính để nó lên ha, chứ để làm không kéo đi có nó lạy 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 lúng 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 xuống hoài à. Đây, sau khi một hồi bắt ngán và đào đất phía sau thì cuối cùng anh tiếp tục là đẩy và kéo nữa nha các bạn. Phía trước thì đâu đó khoảng chừng 4 người rồi đó, bư cái dàn gai của cái bánh xe ra, mọi người cùng xem nha. Tiếp theo, rồi cái bánh như này nó lúng dữ lắm rồi, nó sập mặt đất. Rồi cái bánh ở trên thì lên rồi đó, còn cái bánh sau là tới cầu luôn rồi. Bánh trước qua trời luôn, xe này đã chạy hai cầu ha, tới nhiếp rồi. Rồi chắc dịch phát này nó là lên rồi các bạn. Nãy nhờ sao bắt ngán nên mới lên dễ. Nó lên rồi. Đốt pháo bông luôn rồi các bạn ơi. Quá rồi. Nhảy luôn. Rồi có lẽ cái video mình xin tạm dừng đây ha. Hẹn các bạn một video tiếp theo là cái máy này sẽ suốt lúa. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.